Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm BE Design chuyên dùng để thiết kế theo của bên Reader nha. Đầu tiên thì mình sẽ mở phần mềm lên. Khi mở phần mềm lên á, thì các bạn sẽ thấy một cái cửa sổ như thế này. Mình sẽ tắt cái cửa sổ này đi. Đối với thiết kế theo thì phần mềm của bên Reader mình thấy khá là dễ sử dụng. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về các công cụ của trên cái phần mềm này và hướng dẫn các bạn vẽ một số hình khối cơ bản nha. Đầu tiên để thiết kế một cái hình thì mình cần phải lựa chọn khung thêu cho máy. Khi lựa chọn khung thêu thì mình sẽ về bông hoa màu tím ở bên tay trái màn hình. Mình sẽ vào Design Setting. Khi mà mình chọn Design Setting xong thì nó sẽ hiện lên cái khung như thế này. Đầu tiên các bạn nhìn thấy đây là một cái dòng máy nhỏ. Dòng máy này có nghĩa là dòng máy để bàn, dòng máy gia đình, để dòng máy nhỏ đó. Thứ hai là dòng máy lớn, là dòng máy một đầu nhiều kim, từ một kim cho tới 10 kim. Thì đối với những dòng máy khác nhau như gia đình và công nghiệp á, thì mình sẽ có những cái khung tương ứng khác nhau. Đầu tiên mình chọn khung cho dòng máy nhỏ thì mình sẽ chọn vào dòng máy nhỏ. Thường dòng máy nhỏ thì sẽ có hai khung chính, đó là khung 10-10 và 16x26. Khi các bạn chọn vào thì nó sẽ hiện ra cái khung luôn. Rồi mình chỉ việc bấm OK thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lại cái dòng máy lớn đi, tại vì hiện tại mình sẽ thêu trên dòng máy lớn. Mình sẽ chọn dòng máy lớn và chọn khung thêu cho dòng máy lớn là khung 13-18. Trong này thì cũng có rất là nhiều khung thêu nha các bạn. Có nhiều khung từ khung thêu nón, khung thêu giày và khung thêu da ở trong này hết. Thường mặc định của máy thêu lớn là sẽ có 4 khung, như là khung 46, khung 10 10, 13 18 và 20 36 hoặc là 20 30. Thì mình sẽ sử dụng cái khung ở giữa đi, 13 18. Bấm OK. Đối với phần mềm này thì mình chỉ cần quan trọng ba cái folder chính, đó là phần home, email và view. Còn phần scan cut thì đây nó không liên quan đến phần mềm, nó sẽ chuyên dùng cho một cái dòng máy khác. Trong phần home á, thì sẽ có phần select. Trong phần select mình sẽ có những cái công cụ nhỏ hơn ở bên trong này. Thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu nha. Thì phần select như thế này có nghĩa là khi các bạn vẽ một cái hình ảnh nào đó, ví dụ như ở đây, mình đang trong công cụ vẽ ở đây. Bây giờ mình muốn trở về để mình chỉnh sửa cái mẫu này, tại vì nó vẫn đang ở trong công cụ vẽ, thì các bạn phải về select. Chọn về select, còn những cái cục chấm chấm ở bên ngoài đen đen như thế này thì các bạn mới chỉnh sửa được nha. Lúc đó thì mình mới chọn hình và chỉnh sửa được. Thứ hai, trong Select sẽ có Select Point. Trong Select Point thì sẽ khi mà các bạn chọn vào thì sẽ hiện ra những cái điểm mà mình nãy mình vẽ một click chuột đó. Ví dụ như ở đây mình muốn chỉnh sửa những cái điểm này, nó sẽ hiện ra những cái cục thanh nhỏ nhỏ ở đầu hai bên đây. Hoặc mình có thể di chuyển cả cái cục đó. Hoặc các bạn có thể xóa đi, mình click vào cái cục đó và mình bấm Delete. Xóa đi, kéo ra, thêm điểm hoặc là xóa điểm rất là dễ dàng. Rồi ở bên ngoài thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái hình mũi tên, hướng hướng mũi tên ở đây có nghĩa là hướng chỉ theo. Mình sẽ phóng to cho các bạn thấy, có nghĩa là hướng chỉ theo. Khi các bạn di chuyển cái mũi tên này đi đâu thì nó sẽ cái hướng chỉ theo sẽ theo theo cái hướng đó. Cái này là hướng chỉ theo cho các bạn theo nha. Khi các bạn muốn theo khoảng 90 độ thì mình sẽ kéo thẳng lên. Rồi bên cạnh Select thì sẽ có Clipboard. Thì trong này á, nó sẽ có phần Cut, Copy, Paste, Delete. Đây là những cái công cụ cơ bản của máy rồi. Đây là những cái công cụ mà các bạn chắc sẽ gặp được rất là nhiều, hay gặp rất là nhiều. Như copy rồi dán thôi. Ví dụ như mình muốn cắt cái hình này, mình cắt đi rồi mình dán lại đó. Xóa hình thì mình delete thôi. Còn duplicate có nghĩa là copy từ một hình ra một hình. Ví dụ như mình muốn copy thì mình chọn là duplicate thì nó sẽ ra một cái hình khác. Hoặc ở đây có arrange copy, có nghĩa là copy đối xứng song song á, đối xứng trên, đối xứng dưới, đối xứng theo hình vuông, hình tròn đây. Ví dụ như ở đây mình muốn đối xứng trên dưới đi, đó mình sẽ chỉ chọn vào cái hình mà mình muốn đối xứng và mình bấm vào đó thôi.
Sang công cụ tiếp theo trong phần tool. Trong phần này rất là quan trọng nha các bạn. Trong phần này đa số là công cụ đánh chữ và công cụ vẽ thì nó sẽ nằm hết ở bên trong cái phần này. Đầu tiên là phần test. Trong test thì sẽ có những cái phần test nhỏ hơn. Ví dụ như đầu tiên là test lớn, thứ hai là test nhỏ. Chữ monogram thì phần test lớn này mình có thể thêu những chữ có kích thước lớn hoặc là kích thước nhỏ cũng được. Và thêu chủ yếu là mình có thể thêu được chữ tiếng Việt là chữ có dấu các bạn. Thứ hai là phần test nhỏ. Test nhỏ thì kích thước nhỏ nhất của nó là 0.5 mi, không 0.5 xăng, xin lỗi các bạn, 0.5 xăng. Thì đấy là test, đấy là kích thước nhỏ nhất. Trong này thì chỉ có một số phông chữ, chỉ có một số phông chữ thôi, nó không có nhiều phông chữ như ở bên phần test lớn. Trong phần test lớn này thì có rất là nhiều phông chữ tùy vào cái máy của các bạn. Ví dụ như phần mềm này nó sẽ nhận diện theo cái phông chữ, tất cả những cái phông chữ ở bên trong máy tính của các bạn có sẵn. Ví dụ như mình muốn đánh chữ thì mình chỉ việc chọn và test và đánh thôi. Ví dụ như mình đánh chữ này, tại sao nó không có ra cái dấu hay là ra chữ tiếng Việt á, thì bây giờ mình sẽ phải vào, mình lựa chọn, mình vào cái bảng JDK, mình sẽ để cái bảng mã là bảng mã Venue Window. Tại vì cái phông chữ đó nó chỉ nhận diện được trên cái bảng mã đó thôi. Khi mà cái bảng mã đó mình bật cái bảng mã đó lên á thì nó mới nhận diện được chữ phông tiếng Việt. Mình sẽ đánh lại nha. Đây các bạn có thể thấy nó đã ra phông chữ tiếng Việt nè. Và cái phông đó thì các bạn có thể nhận diện được là phông Veni này. Tất cả những cái phông mà phông Veni thì phần mềm này nó mới nhận diện ra được là phông tiếng Việt. Còn những cái phông khác ở trên này á thì nó sẽ không nhận diện ra phông tiếng Việt đâu nha. Nó sẽ là những cái phông, nếu mà phông tiếng Anh thì các bạn lựa thoải mái, nhưng phông tiếng Việt thì mình bắt buộc phải chọn về những cái đuôi là đuôi Veni. Những đuôi Veni ở đây. Rồi khi mà mình chọn chữ xong thì nó sẽ hiện cái bảng ở bên trên này. Bên trên này có nghĩa là kiểu thêu. Ở trên là thêu đường viền, ví dụ như thêu đường viền mình đang không để thêu đường viền, hoặc mình thêu đường viền thì mình sẽ cho đường viền nhỏ chẳng hạn. Thứ hai ở bên dưới là thêu chỉ ở bên trong, đó là mình thêu chỉ bên trong, hoặc mình bỏ, mình chỉ thêu đường viền thôi thì mình bỏ cái chỉ bên trong đi, mình chỉ thêu mỗi cái đường viền bên ngoài, hoặc mình thêu đường chỉ thêu khác. Nó sẽ thường mặc định của nó là satin stitch, hoặc mình có thể thay cho nó kiểu chỉ thêu các fill stitch. Fill stitch có nghĩa là thêu dày đặc. Fill stitch có nghĩa là thêu dày đặc, còn satin stitch có nghĩa là thêu zig zag hai đường qua lại với nhau. Front stitch có nghĩa là thêu hơi nổi, hơi tạo cái hoa văn họa tiết trên bề mặt thôi. Khi mà muốn vào chỉnh sửa chữ thì mình sẽ chọn là chữ này. Mình sẽ lên phần tab. Tiếp tục thì nó mới hiện ra cái cục này nhá các bạn. Rồi. Ở trong phần này mình chỉ cần quan trọng cái phần đó là kích thước của chữ. Ví dụ kích thước của chữ nó đang là 15 chẳng hạn, mình muốn cho nó một về 1 cm thôi, 10 mm thôi. Mình nhấn số 10 thì nó sẽ nhấn enter thì nó sẽ tự động nhảy về 1 cm. Đối với chữ thì mình chỉ còn quan tâm đến cái phần kích thước, thứ hai là độ dày thưa của mũi chỉ. Thì để mình chỉnh sửa mũi chỉ ở bên trong này thì mình cần vào sơ win. Đối với những cái đường chỉ thêu khác nhau thì nó cũng sẽ có những cái chỉnh sửa chỉ thêu khác nhau. Ví dụ như ở đây mình đang để cái kiểu chỉ thêu là kiểu chỉ thêu satin, thì ở trên có nghĩa là run big, có nghĩa là bước chỉ thêu của cái chữ đó là bước chỉ thêu từ mũi này qua mũi kia đó. Rồi run time có nghĩa là thêu cái viền ở bên ngoài, nó sẽ thêu run time một, có nghĩa là thêu một lần. Còn nếu mà các bạn muốn thêu run time nhiều lần. Đối với chữ thì các bạn chỉ cần chú ý những điểm sau đây.
Thì những điểm đó rất là quan trọng để mình thiết kế ra một cái kiểu chữ mà thêu được đẹp và mượt. Khi chọn chữ xong, khi các bạn đánh chữ thì thường mặc định của chữ density nó sẽ là mặc định, tất cả sẽ là mặc định hết ở, nó đã set up ở trên máy rồi, nhưng mà mình cũng cần phải chỉnh sửa lại một chút. Đầu tiên thì khi các bạn chỉnh sửa, các bạn sẽ phải vào phần Serwin Attribute. Phần này sẽ là chỉnh sửa đường chỉ thêu, độ dày thưa của mỗi chỉ, của đường lai bên ngoài và cái đường chỉ thêu ở bên trong. Đầu tiên là lai siêu. Lai siêu thì ở đây nó đang để run big là 2.0, có nghĩa là cái bước chỉ của cái đường đường run tick, đường lai của nó bên ngoài cái chữ này này sẽ là 2.0, có nghĩa là bước chỉ nó sẽ là 2 mi á. Còn run time thường mặc định của nó sẽ là 1. Nếu mà các bạn muốn thêu dày hơn thì các bạn sẽ để 2, có nghĩa là nó sẽ thêu đường run đó chạy lại 2 lần thì tạo cảm giác nó sẽ dày cái đường lai của các bạn hơn. Ở bên dưới là region seal. Region seal thì có nghĩa là những cái đường nền thêu ở bên trong á. Ví dụ như ở dưới này là under sewing. Khi các bạn bật under sewing lên thì nó sẽ hiện ra những cái ô vuông ở bên trong này. Những cái ô này có nghĩa là nền thêu ở bên trong cái chữ đó. Có nghĩa là nền thêu nó sẽ chạy một cái nền trước, sau đó nó mới thêu cái chỉ thêu ở bên chỉ bề mặt ở bên trên lên. Mình sẽ cho các bạn coi cái nó chạy như thế nào nha. Nó sẽ chạy một cái nền ở bên dưới, sau đó nó mới chạy cái bề mặt của chữ. Thì đối với kiểu under sewing này thì khi mà các bạn thêu chữ lớn hoặc là thêu chữ từ 1 cm trở lên á thì các bạn nên để cái under sewing thì tạo cái cảm giác nó sẽ thêu dày hơn. Còn khi mà cái chữ mà nó nhỏ, các bạn thêu chữ khoảng 0.5 cm á, các bạn thêu nhỏ thì các bạn nên tắt cái under sewing này đi. Tại vì khi mà để under sewing nó ở bên dưới thì nó sẽ làm cho cái mẫu của bạn dày hơn, và cái chữ nhỏ mà cái nền dày quá thì nó sẽ thêu sẽ không có đẹp. Thứ hai là density. Density là độ dày của cái chữ. Mặc định của density thường chữ là 5.0. Cái độ dày nhất của nó sẽ là khoảng 14, nhưng mà mặc định của nó chỉ 5.0 thôi, nó đã là cũng khá là ok rồi. Nếu mà các bạn muốn thêu dày hơn á, cái chữ của bạn thêu dày hơn thì các bạn tăng lên. Còn nếu mà các bạn muốn thêu thưa thì mình sẽ giảm đi. Thì cũng như thế, các bạn nếu mà thêu chữ lớn thì các bạn nên tăng density lên. Còn nếu mà thêu nhỏ thì các bạn nên giảm density đi. Để khi mà mình thêu thì cái mẫu nó không quá dày và nó sẽ thêu trên bề mặt nó tạo cảm giác cho mình, cảm giác cái mẫu nó mượt hơn. Full composition thì là tạo cái nét cho nó đậm hơn một xíu. Ví dụ như cái nét mình ở đây là khá là đậm rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái nét nó mạnh hơn xíu để cho các bạn nhìn rõ ha. Đây, cái nét của cái chữ này khá là mạnh nhưng mà mình muốn giữ lại cái phông chữ như này, mình thích cái phông chữ này thì các bạn nên tăng cái nét cho nó đậm lên một xíu, tại vì khi mà cái nét mạnh quá mình thêu nó sẽ không có được đẹp. Cái đường chỉ thêu nó sẽ không có được đẹp bằng những cái đường chỉ thêu mà nét đậm ha. Tiếp theo ở trong này mình sẽ phải, nếu mà trong chữ mình muốn thêu hơi vòng cung một xíu, vòng tròn ở trong như thêu logo cái chữ mình nó hơi cong á, thì mình sẽ phải vào trong phần test attribute. Trong test attribute á thì các bạn chỉ cần quan tâm đến cái phần mà transform này thôi. Transform có nghĩa là tạo cái độ cong cho chữ. Ví dụ như ở đây nó có một số cái đường cong, mình sẽ chọn cái đầu tiên đi ha, có nghĩa là nó cong ở bên trên. Cái chữ này nó sẽ cong cong ở bên trên. Còn nếu mà các bạn chọn cái đường cong bên cạnh thì nó sẽ cong xuống dưới. Cái chữ nó sẽ nhảy xuống dưới. Khi mà các bạn muốn thu nhỏ cái hình lại thì các bạn bỏ con chuột nằm ở ngay cái phía góc cái hình vuông đen đen á, các bạn nhấn shift thì cái hình nó sẽ nhỏ lại. Cái hình nó sẽ nhỏ tròn đều lại ha. Rồi, các bạn không muốn chữ cong nữa thì các bạn sẽ nhấn vào transform, tắt bỏ cái dấu tích đi thì nó sẽ trở về chữ bình thường. Khi mà các bạn muốn cái chữ này như thế này, các bạn muốn chỉnh size cho chữ, các bạn có thể vào phần test ở phía trên này, phần test này mình chọn vào test thì nó sẽ hiện ra cái size của chữ. Size của chữ này đang là 14.1, bây giờ mình muốn phông này nó khoảng chừng 15 thì mình sẽ bấm 15, có nghĩa là nó sẽ cao khoảng 1 cm rưỡi đó. 15 có nghĩa là cái chiều cao của cái chữ này là 1 cm rưỡi. Còn ở bên dưới, nếu các bạn muốn xem bề ngang thì các bạn sẽ có thể coi ở bên dưới bề ngang.
của chữ 166, có nghĩa là bề ngang là khoảng 16 cm, hơn 16 cm. Đấy là tất cả những gì về chữ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sang phần shape. Phần shape thì đây là những cái công cụ mà chuyên dùng để vẽ những hình khối cơ bản, hình tròn, hình vuông, hay là những con vật, hay là những vẽ hoa lá, thì mình sẽ vẽ ở bên trong phần shape này. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ vào phần trên line. Mình sẽ đi từng công cụ nha. Trên line là vẽ những hình khối có dạng đường thẳng. Bên cạnh đó thì mình sẽ vẽ những hình khối có dạng đường cong. Bên cạnh hình khối có dạng đường cong, các bạn có thấy cái hình có cái bút chì ở đây không? Có nghĩa là mình sẽ tự vẽ theo cái con chuột mà mình di chuyển. Rồi khi mà mình vẽ xong những cái mẫu mà mình muốn chỉnh sửa thì mình phải về select. Khi về select thì nó mới hiện ra những cái cục chấm chấm đen đen xung quanh này thì mình mới chỉnh sửa được. Thì ở trong cái đường trend line, ở trong phần shape đó, thì khi mà các bạn vẽ như thế thì nó sẽ theo cả nền ở bên trong và cái viền ở bên ngoài luôn. Nhưng mà các bạn có thể chọn một trong hai cái, ví dụ như ở trong này mình muốn chỉnh sửa cái mẫu đầu tiên thì mình sẽ phải vào shape ở bên trên. Shape khi các bạn nhìn thấy ở bên trên màn hình nó sẽ có cái một cái chữ shape mà nó màu hơi cam cam á. Mình sẽ vào trên đó. Bấm vào thì nó sẽ ra cái màn ra ra cái folder nè. Khi mà ra cái folder này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường chân tích, Running Stick và Fill Stick. Running Stick có nghĩa là đường theo viền của cái mẫu mà mình đang vẽ. Ví dụ như bây giờ mình muốn theo cái viền khác, viền đậm hơn, to hơn thì mình sẽ thay đổi. Fill Stick là theo cái nền của nó ở bên trong. Ở đây có một số cái nền mà mình muốn muốn không thích cái nền này nữa thì mình có thể đổi sang cái nền khác. Fill Stick. Đây là tất cả những cái nền trang trí thôi. Thường theo thì người ta sẽ để fill stick theo dày đặc. Khi chọn đường này mình cũng có thể bỏ cái đường viền đi. Ví dụ như bây giờ mình muốn nhìn thấy ở bên trong cái mẫu mà mình vẽ theo thì mình nên bỏ cái nền ở bên trong đi. Mình mới nhìn thấy ở bên trong này mình vẽ. Ví dụ như có một cái hình mình muốn nhìn thấy để mình vẽ thì mình nên bỏ cái nền bên trong đi. Sau đó khi mình vẽ xong, ví dụ như mình vẽ xong mắt mũi miệng cho một cái hình nào đó, xong mình mới bấm mình theo cái nền, mình bật cái nền lên đó, mình sẽ bật cái nền lên, hoặc là mình sẽ bỏ cái đường răng ở bên ngoài đi, mình không theo cái đường lai ở bên ngoài nữa thì mình sẽ tắt đi. Ở bên dưới trong phần shape ở bên dưới, ở bên cạnh nó sẽ là theo những cái đường trend line, là những cái đường line thôi, nó sẽ không có theo những cái nền ở bên trong. Đây là đường line của nó thôi. Thì đường đường line thì nó cũng sẽ có dạng đường thẳng, đường cong, và vẽ bằng chuột. Nào, các bạn có thấy là sẽ vẽ bằng chuột. Rồi mình sẽ trở về. Thì đây là những cái công cụ rất là cơ bản và quan trọng khi mình chỉnh sửa và mình vẽ một cái mẫu nào đó. Ví dụ mình vẽ hình con vật hay là vẽ mình hoa lá thì mình sẽ chỉ vẽ những cái công cụ ở bên trong này thôi. Rồi được, mình sẽ tắt đi. Tiếp theo mình sẽ sang công cụ Import Pattern. Thì công cụ này cho mình lấy những cái hình file vector từ AI chuyển thành file theo. Các bạn quan trọng và nhớ cái chỗ này cho mình ha, và form vector image, import pattern form vector image. Khi mình mở cái form vector image lên thì nó sẽ cho mình vào một cái folder nào đó mình lưu mẫu. Ví dụ như mình lưu mẫu ở desktop thì mình vào desktop lấy, hoặc là mình sẽ vào ổ C, ổ D, những cái ổ nào mà các bạn lưu cái file đó các bạn lấy ra. Ở bên dưới là cái đuôi file mà cái phần mềm này có thể nhận diện được. Ví dụ như trên AI mà các bạn muốn chuyển mẫu sang đây thành file theo á, thì các bạn phải lưu với dạng file vector nha. Đuôi WMF, MF hoặc là SVG. Thì đây là những cái đuôi mà phần mềm theo nó có thể nhận diện được và chuyển thành file theo.
Mình sẽ sang phần Orange, trong phần Edit, Edit và Orange. Thì trong phần Orange này nó sẽ có những cái layout thôi. Ví dụ như mình có thể căn trái, căn phải, chính giữa cái khung này. Rotate là xoay, xoay trái, xoay phải cái mẫu. Flip có nghĩa là lật, lật qua, lật lại, lật trái, lật phải đó. Rồi cái cuối cùng là size là cái quan trọng nhất. Cái size này khi mà các bạn thiết kế, các bạn muốn chỉnh size á, các bạn sẽ vào Orange. Orange. Nhấn size. Rồi mình sẽ chọn cái ở bên dưới. Cái phần ở bên trên là mình không di chuyển, không chọn gì nha, mình sẽ nhấn cái bên dưới. Rồi cái size, đây là chiều ngang và chiều cao. Ví dụ như cái size này mình muốn nó khoảng chừng 60 cm thì các bạn nhấn 60. 6 cm thì các bạn nhấn 60. Ở đây nó đang đo là mini nên là mình sẽ chuyển sang cm là 6 cm. Mình bấm OK. Thì khi mà mình bấm OK hoặc là mình chuyển sang bên phần chiều cao á, thì nó sẽ tự động chuyển cái kích thước sang sao cho nó cân đối. Còn nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa một trong hai cái kích thước này thôi thì mình sẽ bỏ cái phần tích mentation này đi, tắt cái mentation đi và mình chỉ chỉnh một cái thôi. Bấm OK. Thì các bạn nhìn thấy cái hình nó sẽ không có cân đối và nó sẽ tự động điều chỉnh theo cái thông số mà mình điền vào trong đó. Tiếp theo thì mình sẽ sang phần Modify Overlap. Modify Overlap cũng nằm trong phần Edit, có nghĩa là sao, mình có hai cái hình mà chồng lên nhau như thế này. Mà các bạn khi mà chồng lên nhau thì chắc chắn là nó sẽ theo, các bạn không cắt á, không cắt cái hình này thì chắc chắn nó sẽ theo chồng lên nhau và nó sẽ theo dày đặc cái chỗ mà chồng lên nhau. Bây giờ để làm sao mình cắt á, thì mình sẽ chọn hai cái hình. Mình chọn hai cái hình, mình nhấn chuột, mình chọn hai hình. Hoặc là mình nhìn bên tay trái mình còn những cái layer đây này, mình nhấn ship, chọn một cái hình đầu tiên và mình nhấn ship, rồi click chuột trái hai cái. Khi mình click chuột trái hai cái thì nó sẽ hiện ra những cục chấm đen đen xung quanh, có nghĩa là mình đã chọn hai cái hình đó. Rồi mình nhấn vào modify overlap và có phần remove overlap, mình sẽ click remove overlap là nó sẽ cắt hai cái hình này ra ngay cái chỗ mà đoạn giao nhau á. Thì các bạn nhìn thấy bên tay trái nè, bên tay trái những cái layer này là nó đã cắt nhau rồi đó. Ví dụ như bây giờ mình sẽ lấy ra đó, các bạn thấy nó sẽ cắt theo cái hình mà chồng lên nhau. Tiếp theo ở bên trong đó nó sẽ có công cụ khác nữa, đó là mượt, có nghĩa là chuyển hai cái hình này thành một hình. Ví dụ như bây giờ mình muốn chuyển nó thành một cái hình thì mình bấm mượt thì nó sẽ bỏ cái đoạn giao nhau và nó chuyển thành một cái hình. Ở trong Modify Overlap thì sẽ có Set Hollow Win, thì nó cũng như là một cái dạng cắt, nhưng mà khi bạn cắt cái này là một hình chồng vào một cái hình chứ không phải là hai cái hình chồng lên nhau như thế này. Ví dụ như bây giờ mình sẽ có một cái hình nhỏ nằm bên trong cái hình lớn á, thì mình sẽ cắt được, mình sẽ cắt nữa. Đây các bạn nhìn ở bên tay trái màn hình là layer bên tay trái, là các bạn nhìn thấy có cái lỗ rỗng ở bên trong không? Đó là cái hình cắt, nó đã cắt rồi đó. Nhưng mà khi mà nó cắt xong rồi nó sẽ tự rút lại với nhau, nó không cho mình di chuyển tách rời ra, cho nên là khi mà mình sử dụng thì mình nên sử dụng cái remove overlap này thì nó sẽ dễ dàng cho mình di chuyển hơn. Ví dụ như bây giờ mình sẽ sử dụng cái remove để cắt nhau, mình sẽ chọn hai hình và chọn remove. Bây giờ mình muốn chọn cái hình bên trong di chuyển ra, đó là nó sẽ di chuyển, nó sẽ bỏ được cái hình ở bên trong đi, mình nhấn xóa đi. Thì đây là một cái hình mà mình vừa cắt và mình muốn di chuyển cái hình ở bên trong, mình không muốn theo cái lỗ tròn ở bên trong nữa thì mình bỏ đi. Tiếp theo ở bên trong này nó sẽ có phần group và ungroup. Group có nghĩa là sao, ví dụ như bạn có hai cái hình mà bạn muốn rút lại để khi mà di chuyển thì nó sẽ di chuyển cùng lúc hai cái. Ví dụ như bạn có hai cái hình này, bạn sẽ chọn hai hình, bạn nhấn rút. Thì khi mà di chuyển thì bạn sẽ di chuyển cùng lúc hai cái. Còn nếu mà bạn muốn di chuyển một cái thì bạn vào rút mà bạn ăn rút ra, nhấn ăn rút. Bạn sẽ di chuyển được từng cái một.
Hai. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những công cụ trong phần email. Trong phần email á, thì sẽ có phần open. Open có nghĩa là cho mình có thể lấy những cái hình ảnh. Mình sẽ vào form file, mình lấy những cái hình ảnh mà mình muốn vẽ thêm nó ra, thiết kế ra. Ví dụ mình vào đây mình vẽ cái chữ này này đi ha. Mình sẽ open. Đây, khi mà open thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình nó sẽ nằm ở trong này, trong khổ giấy của mình luôn. Nếu mà nằm ngoài thì các bạn nên thu nhỏ và cho nó nằm ở bên trong cái khổ giấy. Rồi khi mà open như thế, vào hình vào như thế mà các bạn muốn chỉnh sửa cái hình này, mà các bạn muốn thu nhỏ lại một chút nữa, nhưng mà khi mà các bạn nhấn ra thì nó sẽ tự động lock cái hình lại và cho không cho mình chỉnh sửa gì nữa. Thì các bạn sẽ phải vào phần modify image. Đó, khi mà nhấn vào modify thì nó sẽ hiện ra những cục đen đen xung quanh. Các bạn có thể thu nhỏ lại một chút hoặc là phóng to lên, tùy ý mà các bạn muốn thiết kế. Rồi, chọn ra ngoài có nghĩa là sẽ lock hình. Tiếp theo bên đó nó có phần edit. Edit có nghĩa là ở đây edit là cho mình chỉnh sửa rotate này, xoay phải này, left là xoay trái này, delete là xóa hình này. Là mình xóa cái hình đó luôn. Rồi bên cạnh tiếp theo là mình sẽ sang phần stick widgets. Ở đây là cho mình sẽ tự convert từ một cái hình thành một cái file theo. Đầu tiên là autopan. Thì autopan khi bạn chọn vào nó, các bạn có thể nhìn thấy khi mình chọn vào nó sẽ cho mình coi luôn cái đường chỉ này. Thì nó sẽ cho mình chuyển từ một cái hình thành cái file theo dạng hình khối màu. Crop stick là theo dạng chuyển thành file theo nhưng mà theo dạng đường hình khối mà đường chỉ theo chữ thập á. Photo stick có nghĩa là theo dạng đường chỉ theo hơi rối. Còn photo stick 2 là theo chữ thập mà trồng nhiều lớp layer màu sắc khác nhau lên trên cùng một mẫu. Đầu tiên thì mình thử cái phần autopan ha. Khi chọn vào autopan, mình chọn một cái hình mà mình muốn convert, mình nhấn open. Next. Next. Rồi, ở trên này khi bạn nhìn thấy những cái ô vuông vuông như thế này có nghĩa là nó sẽ không theo cái nền. Còn nếu mà bạn muốn theo nền á thì bạn nhấn thì nó sẽ theo nền, còn không muốn theo nền bạn bật lên. Đây là những cái mà nó theo này, nhận diện được theo này, mình nhấn finish. Các bạn có thể thấy là cái chữ này khi mình chuyển từ một cái hình thành cái file theo á, convert trực tiếp thành file theo thì nhìn nó rất là xấu, nó không có đẹp. Đường chỉ theo cũng rất là rối, nó sẽ ở đây nó tự động nhận diện đường chỉ theo, cho nên là khi mình muốn chuyển thành một cái file theo thì hình của mình phải chất lượng và hình khối rõ ràng. Khi mình chuyển thành file theo mình sẽ unwrap nó ra. Sau đó mình sẽ chỉnh sửa từng mẫu một, ví dụ như cái đường chỉ này nó sẽ khác cái đường chỉ bên cạnh này. Mình sẽ chỉnh sửa cái đường chỉ này và shape chuyển thành fill stick. Đó là nó sẽ ra chung một cái đường chỉ. Nhưng mà khi mà unwrap ra như thế này á thì nó rất là chia rất là nhiều layer ở bên tay trái màn hình của các bạn đây. Khi mà chia nhiều layer như thế thì khi theo thì nó sẽ bị cắt chỉ liên tục. Nếu mà các bạn để cắt chỉ nó sẽ không có đẹp và tốn rất là nhiều thời gian trong vấn đề theo. Cho nên là đối với những cái hình mà theo phức tạp, mình chuyển thành file theo thì mình không nên chuyển thành file theo, tại vì nó sẽ chuyển ra cái hình nó không được đẹp. Còn đối với những hình cơ bản đơn giản thì mình nên chuyển thành file theo, nhưng mà cái hình ảnh của mình thì cực kỳ phải chất lượng thì khi mà chuyển ra thì cái mẫu mình nó mới đẹp được, nó mới gần sát với cái mẫu mà mình vẽ. Còn crop stick, photo stick và photo stick 2 thì nó cũng sẽ tương tự như thế thôi. Tiếp theo mình sẽ sang phần view. Trong phần view này á thì tất cả những cái cửa sổ nó sẽ nằm ở bên trong này, cửa sổ layer nằm bên tay trái và layer những cái cửa sổ nằm bên tay phải. Để cho nói rõ chính xác thì mình sẽ dùng một cái mẫu theo đi. Rồi view. Thì khi mình vào view á, đầu tiên là view mode. Nó sẽ cho mình coi ba cái trạng thái của cái mẫu này. Đầu tiên là soil là trạng thái hình khối màu, stick là trạng thái đường chỉ. Đây là đầu tiên là soil,
soi thì là trạng thái hình khối màu, stick là trạng thái hình khối mà theo dạng đường chỉ theo á, các bạn có thể nhìn thấy đường chỉ theo ở bên dưới, giống như nó cho mình nhìn hơi mờ mờ một chút và mình nhìn thấy cái đường chỉ của nó sẽ theo theo hướng nào, rồi sẽ theo như đi theo kiểu chỉ nào. Realistic là nó sẽ ra dạng đường chỉ theo giả định mà và mình theo ra thì cái mẫu của mình đường chỉ nó cũng sẽ như thế này. Tiếp theo mình sẽ sang phần show 2. Show 2 có phần show win order. Trong phần show win order thì là những cái layer nằm bên tay trái, ví dụ như bây giờ mình có thêm hai cái, có thêm cái hình nữa thì các bạn có thể nhìn thấy những cái layer nằm bên tay trái màn hình này. Xuất hiện những cái layer nằm bên tay trái màn hình, khi mà các bạn bấm vào show win order thì nó sẽ mất đi. Còn nếu mà các bạn muốn tìm thì mình sẽ phải vào view, mình vào show win order, cái show win 1 2 3 này này. Có những cái layer nó sẽ ra sổ những cái layer ra. Cái này cũng khá là quan trọng khi mà các bạn muốn chỉnh sửa hai hình khối này mà nó ví dụ cho những cái cục màu chung với nhau thì về chung với nhau. Những cục màu mà tương đồng thì về chung với nhau. Để khi mà theo thì mình sẽ hạn chế được cái mức mà cắt chỉ. Không thì nếu mà các bạn để như thế này thì nó sẽ theo màu hồng, xong sẽ theo tới màu đen và theo màu hồng, theo màu đen thì nó sẽ làm cho mình cho cái máy theo của mình cắt chỉ rất là nhiều và nó sẽ làm tốn cái thời gian của mình. Trước khi cắt chỉ, trước khi mình sắp xếp layer thì các bạn cần phải hoàn thiện cái mẫu này trước. Ví dụ như cái này nó đang chồng lên nhau, các bạn phải cắt nó trước. Rồi sau khi cắt xong thì các bạn mới đưa cái mẫu và chỉnh sửa cái mẫu về cùng một màu. Ví dụ như màu hồng mình sẽ đưa lên trên. Các bạn chỉ cần việc nhấn vào cái mẫu, cái layer là mình muốn muốn kéo đi thì các bạn dùng con chuột và kéo đi thôi. Mình kéo lên. Thường cái đường viền nó sẽ nằm trên cái đường trên cái nền của cái mẫu của mình. Ví dụ như các bạn kéo cái layer nằm xuống dưới thì cái đường viền nó sẽ nằm xuống dưới. Còn kéo lên trên thì cái đường viền nó nằm lên trên. Tiếp tục trong view thì sẽ bên cạnh nó sẽ có cái cột màu stick. Có nghĩa là cái cột màu ở bên dưới này, cái thanh cột màu rất là lớn đây. Ví dụ như các bạn mất cái thanh đó chẳng hạn đi, các bạn không biết tìm ở đâu thì các bạn sẽ phải vào view, vào cột stick này, hai cái màu chỉ đỏ và xanh có cái cây kim ở đây, các bạn bật lên thì nó sẽ hiện ra. Khi mà mình di chuyển cái cột màu á, cục màu ở bên tay trái á, thì nó sẽ cũng sẽ nhìn cho mình nhìn thấy cái cục màu mà nó đi theo trên layer bên tay trái. Tiếp tục mình sẽ sang phần attribute. Attribute này có nghĩa là những cái cửa sổ nằm bên tay phải. Ví dụ như khi mình chọn vào attribute là sẽ sang phần show in attribute, text attribute và color, thì đây là những cái cửa sổ mà nó nằm ở bên tay phải màn hình. Ví dụ như các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn sẽ phải vào attribute, show in attribute, text attribute, import những cái mẫu có sẵn ở trong máy. Color là những cái màu mình muốn đổi màu chẳng hạn. Ví dụ như mình tắt đi thì nó cũng sẽ không hiện lên trên cái màn hình nữa và nó cũng không. Bây giờ các bạn muốn tìm cái những cái folder đó thì các bạn sẽ phải vào attribute. Bật lên. Đây. Tiếp theo mình sẽ sang phần view. View nó nằm trong phần view thì sẽ có phần show view. Có nghĩa là căn ô, ví dụ như các bạn ở những cái ô ở đây mà các bạn căn theo tỷ lệ bao nhiêu xăng. Ví dụ như ở đây mình để 10 có nghĩa là 1 xăng. Bây giờ các bạn có thể để 20 hoặc 25, 30 tùy vào cái ô mà các bạn muốn để khoảng bao nhiêu xăng. Thì khi mà như thế này thì các bạn có thể căn vẽ một cách chính xác nhất. Ví dụ vẽ chữ hoặc vẽ hoa lá, các bạn muốn căn khoảng bao nhiêu xăng á, thì mình sẽ bật cái show view này lên. Show view và width as. Đây là tất cả những cái công cụ mà của cái phần mềm thiết kế theo của bên BDesign. Thực ra thì những cái công cụ này cũng không có gì là khó hết, nếu mà các bạn sử dụng rất là nhiều thì các bạn sẽ thành thạo trong những cái công cụ này và vẽ thì cũng rất là dễ dàng thôi.
Để kết thúc phần này thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ sang cái phần mà vẽ trực tiếp trên cái mẫu cho các bạn coi luôn ha.